3 phút em nhớ 8 câu lyric của nè. Cách học thuộc lòng nhanh này mình chợt phát hiện ra trong lúc mình cần ghi nhớ những đoạn code hay các cái câu châm ngôn. Theo cách học thông thường sẽ là học một câu cho thuộc rồi sang câu 2. Nhưng theo cách này thì học câu sau rất là dễ quên câu trước. Còn với cách mới thì các bạn cần một tờ giấy nè, một cây viết. Mình sẽ ghi các cái ký tự đầu tiên của các từ trong câu thơ. Tiếng Việt thì sẽ khó hơn một chút và phải ghi luôn cả dấu. 6 câu thơ mình chọn sẽ được ghi như thế này. Bây giờ mình sẽ nhìn vào đây và bắt đầu đọc đoán các cái chữ còn lại. Lần đầu mình thử và cảm thấy nó khá là hiệu quả. Để nâng level lên thì mình sẽ